Thâm dạ thư ốc chương 268, cá muối vương muốn tu luyện. Đến đây uống trà khổ đinh đi. Vương Kha đặt trà trước mặt châu trạch. Trà khổ đinh còn được xưng là trà đắng, trà như tên. Nhưng từ khi Vương Kha bắt đầu uống trà đã si mê loại mùi vị này, thường ngày khi ở nhà hay ở phòng làm việc vẫn luôn uống loại trà này. Có thể nói anh ta đang nhìn đắng cay nhớ ngọt bùi, mà quả thật anh ta cũng rất xứng với câu nhìn đắng cay nhớ ngọt bùi này từ cô nhi chỉ có hai bàn tay trắng đi tới bước đường ngày hôm nay đã có thể tính là thành công tới không thể thành công hơn mà những đau khổ anh ta phải trải qua trong quá trình này cũng giống với mùi vị của tách trà trước mắt châu trạch nâng chung trà lên uống một ngụm chậm rãi nhai nuốt vụn trà sau đó đặt ly trà xuống lại châm một điếu thuốc anh cô đơn rồi sao vương kha nói châu trạch gật đầu là một bác sĩ tâm lý thứ anh ta am hiểu nhất thật ra vẫn là nhìn mặt nói chuyện đây là một ngành nghề trông thì có vẻ dễ học nhưng trên thực tế muốn học giỏi nó thật sự rất khó. Con gái của anh đâu? À, cũng sắp về rồi. Chị dâu đâu? Đi làm tóc. Sau đó hẳn là cô ấy đi đón con bé tan học luôn, hẳn là không bao lâu nữa sẽ trở lại. Anh cũng hay thật, dám để cô ấy ra ngoài một mình. Phần lớn thời gian cô ấy vẫn bình thường. Vương Kha thổi thổi ly trà trước mắt cho nó nguội bớt sau đó bưng lên nếm một ngụm. Cây đắng tràn vào cổ họng, không thua gì rượu trắng xuyên tràn. Tôi muốn tìm người trò chuyện, nhưng lại không biết nên tìm ai, sau đó tôi lập tức nghĩ đến anh. Sau khi Châu Trạch nói xong lại cười cười. Có thể nhìn ra, thật ra tâm tình của anh có chút suy sụp. Sau khi một chiêu diệt sát linh hồn của bà già kia, vẫn không thể khiến ông chủ Châu phát tiết lửa giận trong nội tâm, trái lại dường như nó giống với chuyện ăn đồ ăn nhanh ở ven đường, trông thì có vẻ giống như nhanh chóng kết thúc nhưng khi đi ra khỏi quán lại khó nén được cảm giác thất lạc và trống rỗng tràn đầy trong lòng châu trạch không hề cảm thấy hành động kia của mình rất dứt khoát rất sát phạt quả quyết thật ra đó chỉ là chó cùng rất dậu một người bị bức bách đến bước đường cùng sau đó lộ ra một mặt điên cuồng mà thôi hành động của kẻ mãn phu không có gì hay để nói khoác cuối cùng cầu nại hà có biết chuyện này hay không bản thân mình có thể ra mặt xử lý chuyện này hay không anh cũng không rõ ràng lắm cũng không biết tôi có thể hiểu được cảm giác này của anh khi còn bé chúng ta đều giống nhau vương kha đẩy gạt tàn thuốc tới trước mặt châu trạch tiếp tục nói khởi bước của chúng ta kém hơn đám bạn cùng lứa tuổi rất nhiều cũng có cảm giác nguy cơ hơn đám bạn cùng lứa tuổi bởi vì chúng ta đã từng nếm trải sự sợ hãi khi bản thân chỉ có hai bàn tay trắng cho nên chúng ta càng biết cách quý trọng hơn Châu Trạch nhìn Vương Kha, không nói chuyện. Hiện tại cậu khiến tôi cảm thấy phản phất như chúng ta đã quay lại khoảng thời gian ở cô nhi viện. Ha ha! Thật sự, loại cảm giác không có nơi để dựa vào này, cảm giác bàng hoàng và mê mang đối với tương lai, tôi có thể nhìn thấy nó trên cơ thể anh, thấy rất rõ ràng. Tôi vốn đã mất tất cả, đời trước lăn lộn đến 30 tuổi, một trận tai nạn xe cộ đã đốt sạch tất cả đời này tôi lại phát hiện ra chân tướng khiến tôi càng cảm thấy khó có thể chấp nhận hơn. Thì ra tồn tại của tôi vốn chỉ là một hiểu lầm, một xác suất, thậm chí có thể nói là một trò đùa. Sau đó thì sao? Cậu quyết định phải làm gì đây? Vương Kha đưa tay sờ sờ cầm. Thành thật mà nói, đối với Vương Kha, khi đối mặt với đủ loại khách hàng anh ta đều không sợ hãi sở học và kiến thức trên phương diện tâm lý học cùng với kinh nghiệm của anh ta có thể giúp anh ta giải quyết phần lớn vấn đề nhưng khi đối mặt với châu trạch tất cả những tự tin của vương kha trực tiếp biến mất không còn sót lại chút gì dù sao đi nữa trong trường học cũng không hề giảng một khóa đặc biệt nghiên cứu tâm lý học của quỷ vấn đề này của anh quá trống rỗng châu trạch nói như vậy đi ngày mai anh chuẩn bị làm gì định làm những gì tỷ như buổi sáng anh có ý định làm gì buổi trưa anh dự định làm gì buổi tối lại dự định làm gì như vậy đã đủ cụ thể rõ ràng chưa sáng sớm châu trạch trầm ngâm trong chốc lát trả lời sáng sớm tôi sẽ ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong phòng đọc sách phơi nắng phơi nắng sau đó uống cà phê vương kha kiềm chế xung động muốn ho khang vương kha kiên trì tiếp tục hỏi vậy còn buổi trưa thì sao sau khi ăn cơm xong anh tiếp tục xem báo châu trạch nở nụ cười lắc đầu nói dĩ nhiên không phải xem báo chí cũng không uống cà phê ừm vậy là tốt rồi vương kha thở dài một hơi nhẹ nhõm cảm giác người bạn nối khố này của mình còn có thể cứu được báo chỉ có vài trang như vậy mà thôi buổi trưa đến xế chiều tôi lại đổi sang đọc sách trong tiệm có không ít sách hơn nữa tôi cũng không ngồi ở vị trí cũ mặt trời buổi sáng có thể tính là thoải mái nhưng mặt trời buổi chiều lại quá chói chang vì thế tôi chuyển vào một góc khác nằm nghiêng đọc sách khi có hứng thú thì tôi lại đọc một số văn học nghiêm túc hay một số tác phẩm kinh điển thời cổ đại cảm thấy nhàm chán thì tôi tìm một số quyển tiểu thuyết hiện đại thay đổi khẩu vị có đôi khi tôi còn thấy trong một số quyển tiểu thuyết có vài tình tiết rất thú vị tôi cũng không uống cà phê dù sao thứ như cà phê này uống nhiều thật sự không tốt cho tim mạch trước đây tôi là làm bác sĩ nên tôi hiểu đạo lý này tôi đổi thành uống trà chỉ có điều tôi không uống trà đắng như anh trong chỗ tôi có không ít lá trà ngon được mua lại với giá khá cao vương kha buổi tối à tôi ngồi nhìn xem có khách tới cửa hay không nếu có khách tới cửa thì phải làm việc không buôn bán lời thì đợi tới giờ rồi đóng cửa tắm rửa đi ngủ vương kha nhìn nhìn cái gạt tàn thuốc trước mặt không biết vì sao trong lòng của anh ta bỗng nhiên có một xung động. Đó chính là giơ cái gạt tàn thuốc này lên đập tên bạn nối khố của chính anh ta tới đầu rơi máu chảy. Cuộc sống như vậy thú vị sao? Vương Kha cố gắng sắp xếp từ ngữ của mình, tiếp tục nói. Hoặc là, cuộc sống như vậy có trợ giúp gì đối với những khó khăn anh có thể gặp phải không? Có thể giúp anh cải thiện hay giải quyết các vấn đề khó khăn mà anh gặp phải không? Châu Trạch lắc đầu. Hiển nhiên là không thể trên thế giới này làm gì có chuyện tự nhiên có cái bánh từ trên trời rơi xuống vậy anh còn định tiếp tục sống như vậy vương kha hướng dẫn từng bước nói thật anh cảm giác mình mệt mỏi quá thật sự rất mệt nhưng những gian nan khổ cực và lo lắng của tôi thật ra chính là lo lắng sau này tôi có thể tiếp tục sống cuộc sống cá muối như thế này hay không tôi làm tất cả vì có thể bảo vệ trạng thái cuộc sống này Thế nhưng bây giờ tôi phải chủ động đích thân thay đổi loại trạng thái này. Vương Kha đưa tay xoa xoa trán. Anh ta đã bị mấy lời này của Châu Trạch nói tới hôn mê. Đúng vậy. Ông chủ Châu rất thích loại cuộc sống này. Một phòng sách, một người hầu gái, một phần báo chí, một tia sáng mặt trời, một ngày một đêm cứ như thế trôi qua, một tháng, một năm cũng cứ đi qua như vậy. Anh không thích phá hư phần bình tĩnh này, cũng không nỡ đi phá hủy bầu không khí này. Đây là đạo lý anh cảm ngộ ra được sau khi chết, một loại cảm quan hoàn toàn khác so với đời trước. Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông đã tiến vào bình cảnh. Cũng may, cửa trước được mở ra. Tiểu Lô Ly và mẹ của cô bé trở lại rồi. Mới vừa vào cửa, Tiểu Lô Ly đã nhìn chầm chằm châu trạch, cái nhìn rất mãnh liệt, chỗ sâu trong đôi mắt là phẫn nộ không gì sánh được, vô cùng rõ ràng. Anh lại gây họa. Anh lại chọc chuyện. Tiểu Lô Ly rất ủy khuất vì sao từ sau khi bản thân mình đi theo anh, mỗi ngày bản thân mình đều phải lo lắng hải hùng như thế. Sau khi đi theo anh, tiểu lô ly đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình trở nên kích thích vô cùng. Kích thích tới không thể kích thích hơn. Sau khi vợ của Vương Kha dẫn theo con về liền tự nhiên đi lên tầng. Đối với chuyện này, người khách như Châu Trạch không hề cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt. Vừa vặn tương phản nếu như vợ vương kha nhiệt tình giữ anh lại ăn cơm chiều mới là điều châu trạch không thể tiếp nhận nhất tiểu nhụy à con đi làm bài tập đi vương kha ra hiệu con gái của mình rời đi trước vương nhụy rất nghe lời gật đầu đeo ba lô đi lên tầng trở về phòng châu trạch cũng thuận thế đứng dậy cáo từ vương kha muốn giữ anh lại trò chuyện thêm một hồi nữa anh ta cảm thấy bản thân mình nên cho rót thêm sức sống vào nhân sinh quan của người bạn nối khố này nhưng rất hiển nhiên có vẻ chuyện này giống với đàn gãy tai trâu. Đi ra khỏi nhà Vương Kha, Châu Trạch không vội vã rời khỏi mà ngồi xuống ghế dài trong hoa viên của tiểu khu. Chỉ chốc lát sau, một bóng người nhỏ nhắn linh động đi tới sau lưng Châu Trạch. Cô rất tức giận sao? Châu Trạch không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới. Tức tới chết lặng. Tiểu Lô Ly ngồi xuống trên ghế dài ở bên cạnh Châu Trạch. Môn ngữ văn của anh là thầy toán dạy đúng không? Tiểu Lô Ly dễu cực nói, Trước đây khi cô bé video côn với Châu Trạch, Châu Trạch lại có thể xé nát linh hồn của người khác, còn nói cái gì mà đã lĩnh hội được ý của cô bé. Ha ha, tôi nhớ trước đây tôi còn làm cán sự môn ngữ văn. Xem ra trên mặt lý giải anh thật sự đạt được điểm tối đa. Tiểu Lô Ly thở vì phò nói, anh cứ giết người ta như vậy, điều này có nghĩa sau này nếu xảy ra chuyện đồng nghĩa với anh sẽ triệt để không có chỗ trống để vãn hồi. Giữ lại bà ta thì tôi có đường sống sao? Châu Trạch lắc đầu, rất tùy ý nói. "Người. Không đúng, quỷ giết thì cũng giết rồi, dù có thảo luận đề tài này nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vậy tiếp theo anh định làm như thế nào?" "Cái gì mà làm như thế nào? Đương nhiên là tiếp tục sống cuộc sống cá muối của mình." Đốt một thùng thuốc nổ rồi còn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Châu Trạch im lặng. Qua 10 phút, Châu Trạch lại mở miệng nói cô có pháp môn chuyên tu luyện gì không anh muốn học tiểu lô ly có chút ngoài ý muốn nhìn châu trạch anh muốn trở nên mạnh mẽ có đôi khi tôi sẽ cảm thấy buồn chán cho nên mới muốn tìm một ít chuyện để làm anh coi tôi là mấy nhân vật ngu ngốc trong tiểu thuyết huyền huyển sao giống như những quyển tiểu thuyết bên trong phòng đọc sách của anh quỷ sai chúng ta tỷ như tôi từ sau khi bắt đầu hoàng dương đều đã có năng lực cố định thiên phú của chúng ta thần thông của chúng ta đều đã sớm định hình trừ phi anh đi làm miếu thần tích góp từng tí hương khói nhang đèn cung phụng hoặc cũng có thể dùng những biện pháp tổn âm đức khác nếu tu luyện một cách đàng hoàng ở địa ngục có thể sẽ có một chút hiệu quả nhưng ở dương gian địa giới này lại vô dụng vậy thì thật khiến người khác phải đau đầu đây châu trạch có chút tổn thương tinh thần theo bản năng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của mình chẳng qua trong lòng anh cũng an định xuống một tia ấy nấy cuối cùng cũng bị xóa đi. Xem đi. Không phải là tôi không muốn tiến tới, không phải là tôi chỉ muốn làm một con cá muối. Sự thật là tu luyện và không tu luyện cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua, tiểu lô ly bỗng nhiên vòng vo tam quốc. Sau đó, ông chủ châu đứng bật dậy. Đi nhanh đến cửa khu dân cư đưa tay chuẩn bị đón xe. Chỉ kém chưa đưa tay bịt lấy lỗ tai dậm chân hô to, tôi không nghe vương bác niệm kinh điều này khiến tiểu lô ly đang muốn chuyển hoặc khơi dậy hứng thú trong lòng châu rạch lập tức nghẹn họng nhìn trân trối con mẹ nó thằng này vốn đang sợ mình nói ra pháp môn tu luyện gì đó hại anh ta không thể làm cá muối sao taxi là một loại tồn tại rất kỳ quái khi mình không cần nó sẽ có hết chiếc này tới chiếc khác treo đèn không khách đi lướt qua mặt mình bác tài còn nháy mắt mấy cái với mình như kiểu rất kỳ vọng mình vào ngồi nhưng khi mình cần nó thì mình sẽ phát hiện chẳng có cái nào đi ngang qua cho dù có trong xe cũng có khách hiện tại ông chủ châu đang rơi vào loại tình huống như vậy xe đâu xe đâu xe đâu rồi này hai tay tiểu lô ly bắt chéo sau lưng chậm rãi đi tới thành thật mà nói tiểu lô ly có chút tuyệt vọng đối với châu trạch trời xuôi đất khiến khiến thân phận hai người điên đảo Châu trạch từ một kẻ vốn có tác dụng sử dụng xong lại tiêu hủy của tiểu lô ly này đã biến thành bộ đầu có thể nắm giữ quyền sinh sát của tiểu lô ly. Nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng được, đều không thể thay đổi cục diện và thực tế lúc này. Cũng bởi vậy, mỗi lần châu trạch làm ra chuyện khác người gì đó, tiểu lô ly đều không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể lập tức đi ra hợp sức với đầu cương thi ngu xuẩn kia lau đít cho anh ta. Nơi này là thông thành, cô ấy cũng là quỷ sai của thông thành cô ấy còn có quan hệ phụ thuộc với châu trạch cho nên cô ấy cùng châu trạch có thể nói là cùng vinh cùng nhục vinh thì chưa thấy đâu nhưng nhục hại thì quá nhiều lần ưu thương tâm mệt thế nhưng cô ấy thật sự nguyện ý nhìn thấy châu trạch hăng hái không biến mình thành một người cá muối có phần giống với người vợ đang nhìn thằng chồng không nên thân nhà mình đánh đập la mắng khiến anh nhìn xem chồng nhà người ta đang cố gắng như thế nào mà anh lại chỉ biết ở nhà hết ăn lại ngủ, không muốn phát triển. Nhưng sau khi đánh chửi lại còn phải xem anh có đói bụng hay không. Châu Trạch châm một điếu thuốc, cũng không tiếp tục vương tay bắt xe nữa, đành phải nói. Nói đi. Cái vị đã mở cửa hàng đồ cúng ở Dung Thành lúc trước, hẳn là anh cũng biết nhỉ. Chớ nói nhảm. Là anh ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Khi tiểu Loli nói đến người kia, Phản phất như cô bé bắt đầu nhớ lại ác mộng đêm mưa ở Dung Thành ngày ấy, vẻ mặt cô bé cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, nếu như anh có thể tìm tới anh ta cũng có thể hỏi anh ta một chút, đương nhiên. Có thể phương pháp của anh ta vốn không thích hợp với anh, bởi vì giữa hai người có khác biệt rất lớn. Trước đây, người phát hiện ra anh ta đầu tiên là quỷ sai của Dung Thành. Dưới sự đuổi bắt của quỷ sai, rõ ràng ngay từ đầu người kia chỉ có thể ôm đầu chạy trốn, vốn chẳng có sức đánh trả. Trên thực tế, nếu như không phải ngay từ đầu đám quỷ sai dung thành bị cậu bé phản phất như có thể nhìn thấy cả tâm tư của quỷ kia đùa bẩn xoay quanh, hẳn người kia đã sớm lọc lưới. Mà cậu bé cũng bởi vì sự kiện đó nên mới bị giết. Đám quỷ sai rất ít khi giết người, có thể nói là không dám giết người, nhưng cậu bé kia vẫn bị giết. Bởi vì ngay cả quỷ cậu bé đó cũng có thể lừa gạt, hai tròng mắt kia phản phất như có thể xem thấu và hiểu rõ tất cả. Sau đó, Người đàn ông vốn chỉ có thể chạy thục mạng lúc trước Chủ động quay trở lại Khi những người ở bên cạnh anh ta Kẻ thì bị bắt ngay tại chỗ Kẻ thì bị đánh thương đuổi giết Anh ta đã trở lại Sau đó chính là một đêm huyết sắc Linh hồn đang thiêu đốt Mọi người đang tự giết lẫn nhau Chứng nhận quỷ sai Rơi xuống đầy đất Nói xong Tiểu lô ly đưa chân đá văng một cục đá trước mặt Một màn kia là hồi ức cô bé không muốn nhớ lại chẳng qua cô bé vẫn tiếp tục nói tôi nhớ người phụ nữ không có mặt đã từng nhắc tới anh trước mặt tôi cô ta đánh giá anh rất cao thậm chí là cao tới đáng sợ trước đây tôi không hiểu ý của cô ta hiện tại tôi lại có chút hiểu rồi thật ra còn có một biện pháp khác thích hợp với anh hơn cũng tuyệt đối có thể làm được nói anh chính là một tia ý thức do nhân vật mạnh mẽ kia hôn mê đảng sinh ra hơn nữa còn tạo thành một nhân cách độc lập thậm chí còn có thể tồn tại theo phương thức linh hồn. Khi bà già kia chửi anh chẳng qua chỉ là một con chó giữ nhà. Đại khái là anh có thể tạm thời nhẫn nhịn xuống. Châu Trạch rơi vào trầm tư, hình như anh nghe hiểu chút gì đó. Anh là chó giữ nhà, anh là người giữ cửa, anh trông coi một tài sản bảo tàng to lớn. Anh có thể. Biển thủ. Biển thủ. Khóe miệng Châu Trạch giật giật theo bản năng không phải anh ta còn chưa hoàn thiện sao không phải anh ta còn chưa thức tỉnh sao không phải anh ta còn chưa trọn vẹn sao đây chính là cơ hội đó lực lượng của anh ta năng lực của anh ta thiên phú thần thông của của anh ta nói xong tiểu lô ly chủ động nắm lấy bàn tay của châu trạch vạch lên ngón tay châu trạch nói cũng tỉ như móng tay đen này đây là một loại biểu hiện của biển thủ trong ý thức của anh đã hoàn thành một phần cho dù chỉ là một phần nhỏ nhưng trong một thời gian rất lâu, một phần nhỏ ấy đã đủ để anh có thể tự vệ, thậm chí còn có thể bắt đầu chống đỡ chức trách quỷ sai của anh. Anh có thể trộn càng nhiều hơn. Anh có thể đánh cắp càng nhiều hơn. Trộn hết tất cả của anh ta, hoặc là trộn phân nửa. Chỉ cần trộn được phân nửa qua đây, anh còn cần phải sợ anh ta thức tỉnh sao? Cực đoan hơn một chút. Trước đây khi anh chỉ là một quỷ sai lâm thời anh còn dám có dũng khí hình thành ý niệm thay thế vị trí của tôi trong đầu. Hiện tại anh lại không dám trở thành anh ta sao? Anh là Châu Trạch, anh là một người có nhân cách độc lập, anh là một người. Dựa vào cái gì mà anh lại không thể? Châu Trạch nghe xong những lời này, lại nhìn ngón tay của mình một chút, yên lặng gật gật đầu. Đúng vậy. So sánh với chuyện đi theo người khác thỉnh giáo phương pháp tu luyện để trở nên mạnh mẽ, rõ ràng bên cạnh mình có một tòa bảo tàng tương đối giống với tàng kinh cát của thiếu lâm tự chìa khóa cửa còn đang nằm trên tay mình cần gì phải bỏ gần tìm xa đây anh có lấy hay không lấy hiện tại mấy thứ này cũng vẫn đang để ở đây anh không cầm thì không phải là của anh anh cầm rồi thì nó chính là của anh cứ để đó cũng lãng phí lời tiểu lô ly nói mang theo chút ý kích động cho nên lấy nó tới chuyển thành đồ vật trong nhà mình nó mới là của mình nhưng nếu như anh ta tỉnh lại thay thế tôi đối với cô không phải càng có lợi hơn sao châu trạch nhìn về phía tiểu lô ly hỏi tôi chỉ là một quỷ sai tiểu lô ly cười cười nếu cái thứ bên trong cơ thể anh hoàn toàn tỉnh lại trong mắt anh ta tôi chỉ là một cái rắm thậm chí khi anh ta cắn nuốt anh đoán chừng còn sẽ tiện tay mà cắn nuốt tôi luôn dù sao thì hồn huyết của tôi cũng đang nằm trong tay anh lời giải thích này nói xuôi được tôi biết rồi châu trạch nói sau này phải rút ra một phần nhỏ trong khoảng thời gian trân quý đọc báo uống cà phê phơi nắng thư giãn của anh thử một chút đi tiểu lô ly tiếp tục khuyên giống hệt như một người mẹ đang tận tâm tận lực hết sức khuyên bảo đứa con trai bại não không biết vương lên của mình sao cho nó biến vương lên một chút đúng rồi tôi còn một vấn đề nữa châu trạch nhìn tiểu lô ly trước mặt mình vừa rồi cô đã nói rất nhiều còn không phải là vì cô có thể nói cho tôi biết khi cô còn sống đã làm gì không châu trạch hỏi doanh nhân nữ doanh nhân tiểu lô ly trực tiếp trả lời a à, dựa vào sự thay đổi chế độ xã hội của xí nghiệp nhà nước nuốt riêng tài sản quốc hữu châu trạch bừng tỉnh cho nên khi cô bé khuyên mình biển thủ mới lão luyện như vậy đón xe trở lại phòng đọc sách dọc theo đường đi châu trạch đều đang tự hỏi phải làm thế nào mới có thể biển thủ bảo sơn ở ngay trước mặt mình mình cũng đã có chìa khóa cửa bởi vì mình có thể chủ động khiến nó tỉnh lại vậy mà mình lại không biết phương pháp để chuyển vàng bạc châu báu từ trong bảo sơn ấy về nhà mình đây là một vấn đề khiến người ta cảm thấy rất nhức đầu có điểm giống với cái đêm người phụ nữ không có mặt ngụy trang thành bác sĩ lâm câu dẫn mình trước đây hữu tâm vô lực khi châu trạch xuống xe đã chạm vạn tối trong tiệm sáng đèn sau đó trong tiệm sách có thật nhiều người đúng vậy thật nhiều người dựa theo trí nhớ của ông chủ châu hiệu sách của mình đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy đi vào phòng đọc sách cơ bản đều là thanh niên bộ dáng học sinh nam nữ đều có bọn họ an tĩnh ngồi ở phía trước người thì đọc sách người thì làm bài tập có mấy người còn đang khẽ nhúc nhích bờ môi hẳn là đang học từ vựng tiếng anh Châu Trạch hơi nghi hoặc một chút. Đêm nay, làm ăn thật tốt. Hứa Thanh Lãng ngồi bên cạnh quầy ba, khi Châu Trạch đến gần, Hứa Thanh Lãng nhún nhún vai, nói, thế nào, có phải anh cảm thấy việc làm ăn đêm nay tốt tới thần kỳ không? Làm sao vậy? Bỗng nhiên có nhiều quỷ tới đây như vậy, có nghĩa là vô số công trạng tới, ông chủ Châu có chút không thích ứng. Quá đã quen cuộc với cuộc sống khổ cực, ti tiện chờ sáng mai khi kỳ thi đại học lại bắt đầu hứa thanh lãng châm một điếu thuốc phun ra một vòng khói tiếp tục nói đây đều là vong hồn của học sinh bọn họ không biết mình đã chết rồi vẫn cho rằng ngày mai mình sẽ thi đại học cho nên đến đây ôn lại kiến thức nhiều như vậy còn có những người thi rất đại học nhảy lầu tự sát a à, hai người đàn ông cùng ngồi bên quầy ba hút thuốc châu trạch không vội đưa những người này xuống địa ngục để tích điểm nguyên nhân là vì nguyên một đám bọn họ đang ôn tập rất khẩn trương rất chú tâm tạm thời châu trạch không muốn quấy rầy bọn họ thành tích học tập của tôi không tốt từ nhỏ hứa thanh lãng cảm thán nói không trải qua kỳ thi đại học châu trạch gật đầu nói lúc đi học mấy người xinh đẹp trong lớp thường là những người có thành tích học tập không quá tốt hứa thanh lãng còn anh hẳn là thành tích học tập của anh rất không tồi nhỉ sinh viên hàng đầu nếu không hẳn đã không thể trở thành bác sĩ khoa ngoại thiên tài nhỉ. Anh có thể dò tìm thông tin, năm đó tôi là trạng nguyên khoa học tự nhiên của thông thành. Hứa thanh lãng sửng sốt một chút. Ha, thật không nhìn ra anh lại là học phách. Học phách thì thế nào, kết quả là cuối cùng cũng biến thành quỷ. Cửa phòng sách lại có một người khách đi tới, là một người phụ nữ đã có chồng, quần áo một mạc. Là người quen. Trước khi người này đã tới trong tiệm chỗ của ngài lại đổi rồi sao tôi phải tốn chút thời gian mới có thể tìm được phụ người nói a à, ngồi xuống trước một chút đi đợi lát nữa rồi lên đường châu trạch chỉ chỉ cái ghế bên cạnh ôi tốt người phụ nữ đã có chồng kia ngồi xuống trước đây bà ấy đã tới phòng đọc sách của châu trạch bà ấy đã đi vào cũng với cô gái giàu có dẫn theo co di kia chẳng qua trước đây bà ấy có nói vì phải cổ vũ cho con trai đang thi vào đại học cho nên châu trạch mới mở một mặt lưới để bà ấy rời khỏi không đưa bà ấy xuống địa ngục ngay trời sáng sẽ thi tốt nghiệp trung học mà nhiệm vụ ngồi cùng con trai khi học của bà ấy cũng kết thúc cho nên dựa theo ước định bà ấy tới đây để báo cáo không đợi khi con bà có điểm sao chí ít cũng có thể nhìn xem con của bà có thi đậu đại học hay không châu trạch hỏi có gì hay mà nhìn người làm mẹ như tôi chỉ có thể làm được chừng đó mà thôi mỗi ngày ôn tập với nó tới đêm khuya khi nó ngủ thiếp đi tôi lại ở ngay bên cạnh nhìn nó cha nó sơ ý thỉnh thoảng tôi phải báo mộng nói cho cha nó biết ngày mai cha nó phải cho con trai ăn gì phải bồi bổ như thế nào nó thi tốt nghiệp trung học cho dù là thi được điểm cao hay điểm thấp cho dù nó học trường đại học nào tôi cũng đều không để ý nó tự có nhân sinh của mình có con đường của mình chỉ là một kỳ thi đại học mà thôi nhân sinh của nó chỉ mới vừa mới bắt con đường tương lai còn rất dài rất dài cũng không phải một kỳ thi đại học là có thể quyết định hoàn toàn tương lai của nó vẫn phải do chính nó cố gắng tranh thủ bà đã nhìn ra được là tốt rồi châu trạch gật đầu lần ngồi xuống này gần như đã ngồi xuống tới lúc trời sắp sáng ngày hôm nay thời gian phòng đọc sách đóng cửa lâu hơn những ngày khác rất nhiều cũng đã tới lúc rồi châu trạch đứng lên mở cửa địa ngục ra trước. Sau đó vỗ vỗ tay hô lên với đám học sinh vừa nghiêm túc học tập cả đêm kia. Thi tốt nghiệp trung học. Các học sinh mau tới nơi đây nhận giấy dự thi. Chúc các cháu. Thuận buồn xuôi gió. Bên cạnh. Hứa thanh lãng bưng ra bánh ngọt và bánh chưng gạo nếp cậu ta mới nấu xong. Sau đó hô lên với vong hồn của đám học sinh. Trước khi lên đường một người cầm một chiếc bánh ngọt lại thêm một chiếc bánh chưng rồi hãy đi chú các cháu thi đậu hôm nay thu hoạch của ông chủ châu thực sự rất lớn thậm chí có thể nói là đã rất lâu rồi ông chủ châu chưa gặt hái được một lần lớn như vậy cho dù là điểm công trạng hay là tiền âm phủ lần này thật sự là đủ lợi nhuận đúng thật là cho dù là ngành nghề nào cho dù là thời điểm nào thì tiền của học sinh vẫn luôn là thứ dễ kiếm nhất sau khi đưa vong hồn của nhóm học sinh này lên đường xong châu trạch đi tắm một cái sau đó đi thẳng lên tầng chuẩn bị nghỉ ngơi bạch oanh oanh đã trải sẵn ra nệm cũng đã sớm tự tắm rửa tới thơm ngát đi tới mép giường châu trạch cũng không vội trên giường mà anh đứng bên cạnh cửa sổ châm một điếu thuốc hứa thanh lãng biết châu trạch có thói quen này cười cười nói người ta phải thành sự xong mới hút thuốc cho tăng lạc thú ông chủ châu lại cứ thích hút thuốc trước chẳng qua giai đoạn hút thuốc trước của ông chủ châu hôm nay hơi dài thì phải bạch oanh oanh nằm trên giường đã sớm sẵn sàng lại nhận ra được điểm kỳ quái chỉ thiếu điều không hô lên một tiếng ông chủ anh mau tới đây anh mau tới đây châu trạch quay đầu lại nhìn oanh oanh cười cười nói xấu hổ vừa rồi tôi vốn rất mệt hiện tại lại không mệt nói xong lại châm một điếu thuốc bạch oanh oanh xuống giường lấy một cái ghế đưa đến để châu trạch ngồi lên cô ấy thì lại đứng ở phía sau châu trạch đấm vai cho anh ôn nhu nói ông chủ, anh đang suy nghĩ gì vậy? Châu Trạch không trả lời mà lặng lẽ giang hai tay ra, mười móng tay màu đen chậm rãi dài ra, một chút khói đen ở giữa móng tay không ngừng vần quanh móng tay. Thân thể bạch oanh oanh liên tục run rẩy vài cái, đối với móng tay của Châu Trạch, cô ấy luôn cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Cô nói xem, trừ cặp móng tay này thì tôi còn có cái gì nữa? Châu Trạch như đang hỏi bạch oanh oanh, lại như đang lầm bầm lầu bầu tiểu lô ly kiến nghị châu trạch biển thủ cho nên bây giờ châu trạch đã bắt đầu chân chính tự hỏi vấn đề này phải trộn thế nào phải trộn thế nào trộn đến mức khiến nhà nước không thể dấy lên chút hoài nghi không thể nhà nước bắn ngược và truy cứu trách nhiệm thậm chí còn phải cảm ơn mình đây chính là một môn học rất cao thâm bạch oanh oanh không hiểu rõ ý của ông chủ nếu không biết cô ấy liền không hỏi nhiều chuyên tâm xoa bóp cho ông chủ lúc này Điện thoại của Châu Trạch vang lên, là điện thoại của Tiểu Lô Ly. Alo, chuyện gì? Mới đêm trước vừa gặp mặt nói chuyện, lúc này cô bé lại gọi điện thoại đến, Châu Trạch cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Có chút việc nhỏ, một gã quỷ sai ở Thường Châu có việc phải đi qua thông thành, đã lên tiếng chào hỏi tôi, mà tôi tới thông báo cho anh một tiếng. À! Điện thoại dập máy. Châu Trạch xoa xoa huyệt thái dương của mình, lại bắt đầu rơi vào trầm tư nhân loại có năng lực mô phỏng trời sinh loại năng lực này từ nguyên thủy đã diễn hóa thêm một bước chính là học tập sau khi để điện thoại xuống châu trạch chậm rãi nhắm mắt lại trong đầu đang chậm rãi nhớ lại cảm giác khi ý thức trong thân thể mình thức tỉnh lại phương pháp trộm cấp tốt nhất thật ra chính là mô phỏng theo khi mình đọc sách có thể coi là trộn sao huống chi nói qua nói lại đây vốn là thứ của nhà mình Bạch Oanh Oanh phát hiện hơi thở của ông chủ đang từ từ dài hơn, cô ấy cho rằng ông chủ đã ngủ thiếp đi, cũng bắt đầu chậm rãi giảm bất lực đạo khi đấm bóp. Thật ra không phải châu trạch ngủ thiếp đi, suy nghĩ của anh vẫn đang rất rõ ràng, anh chỉ tạm thời bài trừ tạp niệm của mình, bắt đầu chú tâm vùi đầu vào loại trạng thái kia. Lần đầu tiên tiến vào loại trạng thái kia là khi anh đối chiến với thanh y nương nương trên sân thượng bản thân mình đứng ở vị trí sát mép sân thượng đang không ngừng lắc lư qua lại, trên bờ sinh tử. Sau đó là khi anh ở trong nhà họ Lâm, sau khi đấu một hồi với vong hồn quỷ sai phụ thân vào cô em vợ. Sau đó lại là ở những nơi như Diêm Thành và núi Giang Quân. Mỗi lần, khi ý thức kia tỉnh lại, loại khí thế bể nghệ thay thế hết thảy này, loại tự tin tuyệt đối này, loại cảm giác phản phất như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay này. Châu Trạch đang từ từ điều động tâm tình của mình như lúc ấy. Sau đó, Bạch Oanh Oanh còn đang ở bên cạnh xoa bóp cho Châu Trạch bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì cô ấy nhìn thấy làn da Châu Trạch đang đang từ từ khô quát lại, hơi thở trên người anh cũng càng ngày càng nội liễm, nội liễm tới mức phản phất như căn bản là không thể cảm giác được hơi thở của người sống trên cơ thể anh. Đồng thời, móng tay của Châu Trạch lại bắt đầu trở nên dài hơn, tản ra ánh sáng u nhiên, không khí chung quanh cũng đang từ từ bị đè ép, giống hệt như mọi thứ chung quanh đều đang bị ngưng trệ trái tim nhỏ của bạch oanh oanh bắt đầu không ngừng đập bùng bùng loại áp bách đến từ huyết mạch này khiến bạch oanh oanh cảm thấy không thể chịu nổi thậm chí cô ấy còn sinh ra xung động muốn quỳ xuống đây là lần đầu tiên bạch oanh oanh tiếp cận châu trạch trong trạng thái này ở khoảng cách gần như vậy trước đây mỗi lần châu trạch vào trạng thái này sau khi anh bị liệt cô ấy mới phụ trách việc chăm sóc ông chủ ông chủ châu trạch vẫn đang từ từ nhắm hai mắt lại như trước vẫn đang cẩn thận mà truy đuổi tìm kiếm loại cảm giác kia thậm chí có thể là vì chìm đắm vào loại trạng thái này quá mức khiến bản thân châu trạch vốn không hề ý thức được trên người mình đang phát sinh biến hóa móng tay anh càng lúc lại càng dài hơn thân thể châu trạch cũng đang càng lúc càng tòng xuống anh vốn đang mềm mại dựa người vào ghế dù sao thì khi anh nằm vậy cũng sẽ khiến bạch oanh oanh dễ dàng xoa bóp hơn cũng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút hiện tại thân thể châu trạch giống hệt như khí cầu đã bị xả hết hơi bắt đầu trở nên mềm hoặc ra tựa như một người bình thường sau khi già nua thân thể bắt đầu xói mòn nhưng móng tay anh thực sự đã dài đến mức khiến kẻ khác nghẹn họng nhìn trân trối hai tay châu trạch buông xuống đặt trên đầu gối nhưng lúc này móng tay của anh lại dài tới mức gần như sắp tiếp xúc với mặt đất dài khoảng chừng vài mét gần như có thể dùng như lưỡi hái hơn nửa móng tay anh vốn có màu đen, lúc này rõ ràng còn có ánh sáng màu đỏ đang lưu chuyển. Xì 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 xì. Đỉnh đầu của 10 móng tay tiếp xúc với gạch men trên sàn, không ngờ có thể cọ ra một luồng tia điện dưới mặt đất mà gạch men sứ giống như đã bị đốt cháy, để lại vết tích khắc sâu. Bạch quanh quanh nhìn mà ngây ngẩn cả người. Thật thô. Thật dài. Thật cứng. Này nếu bị đâm một cái. Ai có thể chịu được anh 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 nữ bột nhà mình có phản ứng như thế nào châu trạch hoàn toàn không biết anh còn không biết trong lúc bất tri bất giác bản thân mình đã tạo thành tư thế mới thoạt nhìn rất đơn giản nhưng trên thực tế nếu như không có mấy lời tiểu lô ly nói ban ngày căn bản là châu trạch sẽ không nghĩ tới chuyện bản thân mình có thể làm như vậy hẳn đây chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường nhưng ít ra dựa theo tình huống hiện tại hiệu quả rất nhanh ông vậy mà ngay khi châu trạch còn đang đắm chìm trong cảm giác hồi ức thân thể anh bỗng nhiên run nhẹ một cái bạch oanh oanh còn đang cảm thán vừa dài vừa thô trong nháy mắt ánh mắt cô ấy ngưng lại cô ấy cảm thấy khí tức của ông chủ nhà mình đang phát sinh biến hóa kịch liệt từ nơi sâu xa châu trạch cảm giác được ý thức của mình đang lâm vào một ao đầm chứa đầy chất lỏng sền sệt khi anh cảnh giác được nó muốn mở mắt ra tỉnh lại từ trong trầm tư lại phát hiện bản thân không thể nào mở mắt ra được. Trăng rắc răng rắc ken két. Thân thể châu trạch bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cái ghế cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sau đó trực tiếp văng tung tóe, hóa thành mảnh nhỏ bay loạn. Nhưng châu trạch lại có thể vẫn duy trì tư thế ngồi như lúc anh có ghế, vốn không hề ngã xuống. Bởi vì trọng lượng và cân bằng thân thể của anh hoàn toàn bị 10 chiếc móng tay dài kia đỡ lấy. Tư thế rất quỷ dị hình ảnh rất không tốt mí mắt châu trạch bắt đầu điên cuồng run rẩy giống hệt như anh đang kịch liệt dãy giụa cái ý thức kia cái ý thức kia lại bị bản thân mình vô ý kích thích ra ngay khi mình đang hồi ức đây dường như là một loại chiều hướng phát triển châu trạch còn chưa thử ngăn cản không cho nó thức tỉnh bao giờ bởi vì mỗi lần anh muốn khiến nó thức tỉnh đều là do chính thân thể anh gây nên là khi gặp tình huống nguy cấp cần lực lượng mạnh mẽ hơn nữa châu trạch chủ động triệu hoán nó thức tỉnh mượn dùng lực lượng của nó nhưng mà lần này châu trạch lại không chủ động đồng thời châu trạch cũng rõ ràng nếu bản thân mình thực sự gặp phải tình cảnh vô cùng nguy hiểm triệu hoán nó xuất hiện cũng là chuyện dễ hiểu đơn giản là giữa hai điều hại thì phải chọn điều ít hại hơn nhưng hiện tại bản thân anh sắp chìm vào giấc ngủ đang ở trong tiệm sách không có chuyện làm tự nhiên thức tỉnh nó để làm gì chuyện này cũng giống như trong kinh doanh bản thân đã bị thiệt lớn rồi, cái giá phải trả và thu hoạch hoàn toàn không thể so sánh. Khắc chế Khắc chế Khắc chế Châu Trạch chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh đang cực lực khắc chế không cho ý thức kia thức tỉnh, đang cố sức khống chế quyền chủ động thân thể của chính mình. Mày! Trở về! Cho tao! Đùng ken ken đùng! Trong căn phòng cách vách, Hứa Thanh Lãng đang nằm trên giường đọc sách trước khi đi ngủ chợt phát hiện hình như đèn trong nhà đã bị sao đó, bắt đầu lúc sáng lúc tối. Hầu tử trong phòng lão đạo lập tức từ trên giường nhảy xuống, không ngừng kêu gào, xèo xèo crit. Lão đạo lại ngủ say chết, hai chân vương qua kéo theo chăn xoay người ngủ tiếp. Mà Deadpool ở cùng phòng với lão đạo, suốt đêm vẫn luôn ngồi thẳng trên giường. Trực tiếp quỵ trên sàn nhà. Cổ ngữ có nói, quái vật gây hạn hán vừa xuất hiện, đất ngàn dặm khô cằn, động tĩnh bên phía châu trạch đương nhiên không thể nào khoa trương tới mức đất càng ngàn dặm nhưng mấy hoàn cảnh nhỏ chung quanh anh cùng với người chung quanh anh đều bị ảnh hưởng cực kỳ rõ ràng ách tiếng trên tràn đầy áp lực từ trong cổ họng châu trạch truyền đến anh cảm thấy dường như bản thân mình đang chơi kéo co tiền thưởng của trò kéo co này chính là rốt cuộc chìa khóa của cánh cửa này có còn treo bên hông của mình không dưới tình huống bản thân mình không muốn đối phương tỉnh lại khống chế thân thể này nhưng đối phương vẫn có thể tỉnh lại, điều đó đồng nghĩa với thật ra đối phương đã nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Trên thân thể truyền đến vô số tiếng giòn vang do khớp xương tạo ra. Châu Trạch chậm rãi ngẩng đầu. Trên cổ có gân xanh lộ ra. Miệng anh há to phát ra như đang gào rú một cách không tiếng động. Toàn bộ cửa sổ trong mấy căn phòng ở tầng 2 của phòng đọc sách kể cả màn hình tivi máy tính đồng thời vỡ nát sau khi tất cả những thứ đó vỡ nát. Thân thể Châu Trạch lại lay động một trận, nhưng anh vẫn có thể ổn định thân thể của mình dựa vào 10 móng tay đang cắm xuống đất. Vù vù. Vù vù. Miệng há thật to, không ngừng thở hổn hển. Châu Trạch đang nghe truyện trên TV audio CV chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt. Vẫn là thanh minh. Nhưng mồ hôi lạnh đã làm ướt toàn thân Châu Trạch. Anh bị hù. Bởi vì mới vừa rồi, Châu Trạch tin tưởng cảm giác được, dường như đối phương đã biết dụng ý của mình, đồng thời triển khai phản kích. Tuy rằng lần này mình có thể chế trụ được, nhưng lần kế nếu mình muốn dùng phương thức giống vậy đi đánh cắp thứ gì đó, thật sự phải suy nghĩ kỹ một phen trước mới được. Chẳng qua. Khi hai mắt châu trạch nhìn thấy 10 móng tay dài của anh tới mức có thể biến thành liềm cho mấy bác nông dân gặp lúa thì. Khóe miệng của anh vẫn lộ ra ý cười. Chí ít. Lần này, không thiệt thòi, cá muối đại điển, quyển thứ nhất, chương 1, điều thứ nhất, người phải biết thỏa mãn, được xem là một người đàn ông dốc lòng muốn làm cá muối vương. Sau khi ông chủ châu vui mừng phấn khởi vung vẫy, móng vuốt mới của mình vài cái như một đứa bé lấy được món đồ chơi mới. Không bao lâu sau lại thu hồi móng vuốt, chạy xuống tầng dưới một lần nữa tắm rửa sạch sẽ, sau đó ôm nữ bột bạch ngủ ngon lành. Loại hành vi biển thủ này thực sự rất nguy hiểm, không ngờ ý thức trong cơ thể lại có thể sinh ra phản cảm thậm chí bắt đầu phản kháng đúng lúc này. Cũng may cuối cùng nó đã bị Châu Trạch trấn áp trở lại. Nhưng từ một cái góc độ khác đến nói, loại cảm giác này thật sự đúng là rất kích thích. Ông chủ Châu giống hệt như một kẻ tăng trộn gà thành công. Ông tâm tính dù sao cũng đã kiếm lời. Giấc ngủ này phá lệ ngọt ngào. Có lẽ tối hôm qua tiêu hao quá nhiều nên mãi cho đến buổi chiều hôm sau Châu Trạch mới tỉnh ngủ, sau khi rời giường lại phát hiện rất nhiều bộ phận trên thân thể mình đau nhức không thôi. Giống hệt như một người bình thường không bao giờ vận động bỗng nhiên tâm huyết dân trào hô to khẩu hiệu giảm béo mà cắn răng vận động một lần. Với tư cách là một người đã từng là bác sĩ, đương nhiên Châu Trạch rõ ràng đây là do axit lactic đột nhiên phân bố quá nhiều gây ra, cũng không tính là chuyện to tác gì, vì thế vẫn thảnh thơi đi xuống tầng rửa mặt, sau đó ngồi xuống ghế salon. Bạch Oanh Oanh lập tức đưa nước trà và báo hôm nay tới. Báo chí là Bạch Oanh Oanh đã cố ý là phản lại trước đó. Trong một đoạn thời gian rất dài, trước khi giới quý tộc xem báo chí người hầu thường sẽ là phản báo chí một lượt, đây là vì kỹ thuật in ấn trước đây không tốt, ủi qua một lượt để tránh mực in trên báo dính vào tay mỗi lúc lật trang. Hiện tại thật ra vấn đề này đã không còn tồn tại nữa, nhưng Bạch Oanh Oanh vẫn thích loại cảm giác nghi thức này châu trạch cũng cứ buông trôi bỏ mặt hiện nay dưới sự chăm sóc cẩn thận của bạch oanh oanh ông chủ châu rất giống bác kỳ lão gia thời trước thanh mỗi sáng sớm lại mang theo lồng chim ra cửa đi dạo ở nơi vắng người lão đạo đang ngồi bên cạnh quầy ba xem tin tức hầu tử ngồi trong lồng ngực lão lão đạo vừa xem tin tức vừa bắt trận cho hầu tử thật ra hầu tử rất thích sạch sẽ nó cũng biết tự đi tắm rửa lông lá trên người mình nhưng nói cho cùng lão đạo đã quen loại cảm giác này cho dù có bắt được trận hay không cũng không sao cả, lông khỉ mềm mại, xúc cảm không tệ, xoa xoa bóp bóp cũng rất thoải mái. Hầu tử cũng rất hưởng thụ, tự cái đầu nhỏ trong lòng ngực lão đạo, vẻ mặt mãn nguyện. Một người một khỉ lâm vào trạng thái ăn không ngồi rồi, càng thêm chán chường lười biếng hơn cả những nhân viên nhà nước mỗi ngày uống trà đọc báo trong miệng người dân. "Ha, ông chủ, Minh Tinh này tự sát rồi." Lão đạo chỉ chỉ màn hình tivi sau đó quay qua hô lên với Châu Trạch. Ai vậy? Châu Trạch không ngẩng đầu, đối với tin tức giới giải trí anh không có hứng thú lắm. Chính là nam ca sĩ hát ba la bolo đó. À, bài hát thì anh biết, người thì anh không biết. Trạng sáng ngày hôm nay anh ta tự đăng Weibo lộ chuyện bản thân mình hít ma túy, mặt khác còn tự lộ chuyện bản thân mình đồng tính luyến ái, chật chật, con mẹ nó đây là ngộ hiểu thành Phật sao? Bản thân mình tự lộ hết lịch sử đen tối của mình lên mạng không còn một mảnh, sau đó nhảy lầu tự sát ở khách sạn chật chật mấy bài hát của anh ta bần đạo thật sự rất thích đó nói xong lão đạo còn đưa tay túng túng bộ lông khỉ hầu đập cũng rất thích thường xuyên dùng điện thoại di động của mình mở bài hát này a à, ông chủ châu còn đang tiếp tục hưởng thụ sự khoan khoái thoải mái mà báo chí mang đến cho anh quả thật là anh chẳng có hứng thú gì đối với mấy tin tức như thế này người chết anh đã thấy rất nhiều Nam, nữ cao lùn mập gầy tú ngoại tuệ trung người đàn ông cặn bã người lao động tốt vô số loại ở trong mắt ông chủ châu gần như nó đã sắp thành dây chuyền sản xuất món vịt muối nam kinh trần trùng qua đây sau đó gài bẫy đóng gói tiếp sau lại gửi cho địa ngục thu nhận có người nói có pháp y thích ngủ ngay chỗ làm việc của mình bởi vì như vậy có thể khiến anh ta cảm thấy ấm áp như có người đang làm bạn có thể loại người này thật sự không phải tâm lý có vấn đề dù sao người cũng là một loại động vật có năng lực thói quen rất mạnh. A, à, chờ chút. Lão đạo lấy điện thoại di động ra tiếp tục lướt web, kinh hỉ nói. Ông chủ, ngày hôm qua Minh Tinh ca nhạc này đã có một buổi thương diễn ở Thông Thành, anh ta đã nhảy xuống từ tầng cao nhất của khách sạn lớn Thông Thành đó. A. À, trong một đoạn thời gian rất dài, khách sạn lớn của Thông Thành là kiến trúc mang tính tiêu chí trong lòng người dân Thông Thành. Hơn 10 năm trước người dân Thông Thành thích khoác lác thổi phòng rằng hôm qua mình đã tới khách sạn lớn của Thông Thành ăn cơm. Lão đạo càng ngày càng kích động, căn bản không để mắt đến ông chủ nhà mình qua loa, tiếp tục nói. Ông chủ, ông chủ nói xem đêm nay anh ta có tới phòng đọc sách của chúng ta hay không? Tôi phải đi chuẩn bị nước mắt trâu cẩn thận đã, nếu như anh ta tới, có lẽ chúng ta còn có thể nghe anh ta hát trực tiếp một bài. Châu Trạch ngẩng đầu, liếc nhìn lão đạo không phải tất cả người chết đều sẽ tới phòng đọc sách của chúng ta châu trạch nhắc nhở nếu như người chết đều tới phòng đọc sách vậy gdp của phòng đọc sách thực sự sẽ rất khủng bố ông chủ châu sẽ bận rộn đến mức ngay cả thời gian uống cà phê cũng không có đoán chừng muốn trở thành tuần kiểm trên bộ đầu cũng không phải chuyện khó khăn gì nhưng trên thực tế phần lớn vong hồn đều sẽ tự mình xuống địa ngục chỉ có một số ít vong hồn không nghe lời mới phải bị đưa vào địa ngục thông qua con đường phòng đọc sách ông chủ Tôi cảm thấy anh ta chết rất oan khuất, cậu xem, trước khi chết anh ta còn tự lộ tất cả lịch sử đen tối của mình, sau đó lại tự sát, trong chuyện này chắc chắn có oan tình lớn bằng trời. Cho nên, cho nên rất có thể đêm nay anh ta thực sự sẽ tới tiệm sách của chúng ta. Lão đạo giống hệt như đám fans đang theo đuổi thần tượng. Nói thật, từ một mức độ nào đó có thể nói loại phương thức theo đuổi thần tượng này của lão đạo là thực sự đã đánh thằng chị đại cầu vòng nổi danh ngươi chỉ có thể canh cửa phi trường ta đây canh cửa địa ngục muốn theo đuổi minh tinh à ngược lại tôi cũng biết một chỗ có rất nhiều minh tinh còn có minh tinh trương vinh mai mà thôi rất thích thực sự lão đạo kinh hỷ nói từng tranh thủ thời gian tìm sợi dây treo mình lên đi tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa linh hồn lão vào địa ngục nói không chừng còn có thể tham gia buổi hòa nhạc của bọn họ bên dưới lão đạo buổi tối Hứa Thanh Lãng lại chuẩn bị một bàn tiệc lớn, lần đầu tiên ông chủ Châu Trịnh Trọng lấy ra nước trái cây được chiết xuất từ hoa bỉ ngạn, cẩn thận uống một hớp nhỏ, kế tiếp anh chỉ cảm thấy vô cùng có hứng thú, ăn tới bụng no căng. Những người khác trên bàn nhìn ông chủ Châu, cảm thấy ông chủ Châu lúc này chẳng khác gì bà già của cầu nại hà đã lan thôn hổ ít ngày hôm qua. Quả nhiên, điều kiện cuộc sống của địa ngục quá kém, vì thế mới khiến những con quỷ này đói bụng đến mức như thế cơm nước xong xuôi, ông chủ châu no căng bụng dứt khoát xách một chiếc ghế ra ngồi trước cửa phòng sách, nương theo dư vị hoa bỉ ngạn còn chưa hoàn toàn trôi đi. Châu trạch tiếp nhận mức hoa quả bạch quanh quanh bưng tới, tiếp tục ăn, hạnh phúc vô cùng mà ăn, cảm giác hưởng thụ thức ăn thật tuyệt vời. Loại hạnh phúc này đã lâu không gặp. Nếu không phải ông chủ châu tận lực chịu đựng nín nhịn, có lẽ đã bật khóc trên bàn cơm rồi cũng nên. Hứa thanh lãng đi tới cửa tiệm cho một điếu thuốc vẻ mặt hơi mất mát. Bữa cơm ngày hôm nay giống như điềm báo, việc lấy nước ô mai chua làm ác chủ bài cho xe ớt nước hoa quả của hứa thanh lãng đã gần rời khỏi thị trường. Không nói chuyện, không giao lưu, hút thuốc xong hứa thanh lãng lại trở về phòng đọc sách bận việc của mình. Ông chủ châu rất an nhàn mà hưởng thụ cảm giác ồn ào của phố Nam khi chạm vạn. Đồng thời trong lòng anh cũng đang tính toán xem, hay là tối nay bớt chút thời gian để quen thuộc với bộ móng vuốt mình mới trộn được, sau đó lại tiếp tục đi trộm gà nữa. Thế nhưng xung động phía sau rất nhanh đã bị châu trạch kiềm chế, quên đi, thăm thì thâm, từ từ thì hơn. Một chiếc xe con ngừng lại ở cửa phòng sách, cửa sổ xe kéo xuống, châu trạch nhìn thấy bên trong có một người đàn ông mặc quần áo màu lam đang ngồi. Mức hoa quả trong cổ họng lập tức khiến anh nghẹn họng, châu trạch ho khan. Đối phương nghiêng mặt qua nhìn nhìn châu trạch, trên nét mặt có một chút xíu không hài lòng, nhưng cũng không nói gì lấy điện thoại di động ra giống hệt như đang định vị một lần nữa cuối cùng anh ta lại nhìn nhìn về phía bên cạnh châu trạch lúc này mới đẩy cửa xe ra xuống xe đợi khi đối phương xuống xe rồi lúc này châu trạch mới phát hiện có lẽ lúc trước bản thân mình nhìn lầm rồi đối phương mặc một bộ âu phục màu đen tinh xảo mà ở vị trí phía trước có thể là một người phụ nữ mặc váy đang lái xe người còn chưa tới gần đã có một mùi hương tràn ngập tới đây là mùi nước hoa rất gây mũi rất đậm đặc dưới tình cảnh này, Châu Trạch rất muốn gọi hứa thanh lãng ra so sánh thử một chút. Cậu gặp phải đối thủ rồi. Chẳng qua, rất nhanh Châu Trạch đã phát hiện ra điểm khác lạ, lão hứa là thẳng nam, công năng và hứng thú trên phương diện kia đều không vấn đề gì, mà dung nhan thiên nữ của cậu ta là trời sinh. Thế nhưng người trước mắt này lại tràn đầy hơi thở kịch cẩm, hơn nữa là một bác sĩ khoa ngoại có thâm niên, Châu Trạch có thể nhìn ra trên mặt đối phương hẳn đã từng động dao kéo không ít lần, đây là tư sống tu sửa bản thân mình ra mùi vị của phụ nữ. Đi tới quý địa chào hỏi, tôi tên Lưu Sở Vũ, là tân tấn quỷ sai từ Thường Châu tới, đêm nay tôi muốn bắt một vong hồn trở về. Đối phương vương tay ra trước mặt Châu Trạch, định nắm tay, nhưng trước đó trên tay đối phương còn có đặt một chiếc khăn tay. Ý tứ rất rõ ràng, anh ta ghét bỏ tay Châu Trạch bẩn. Ông chủ Châu còn là người có bệnh thích sạch sẽ đấy, thấy một màn như vậy, anh cười cười, cũng lười bắt tay với thằng này trực tiếp hỏi. Lâm Khả có nói với tôi có một quỷ sai ở Thường Châu muốn đến đây. Thế nào, muốn dựa vào tôi để đưa quỷ đi, đoạt mối làm ăn của tôi. Tôi có thể bồi thường cho anh trên một phương diện khác, vong hồn này rất quan trọng đối với tôi, vì thế tôi muốn nít thân đưa tiễn anh ta. Hơn nữa có lẽ trên đường còn sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn. Đối phương cuối người nhìn Châu Trạch. Nếu như thái độ và tư thái của tôi khiến anh cảm thấy khó chịu, tôi ở đây xin lỗi anh trước, tôi không muốn gây sự ở đây không phải tôi cao ngạo cũng không phải tôi thanh cao mà là vì quán tính của thân thể này mạnh mẽ tới quá đáng hiện tại rất nhiều hành vi chi tiết của tôi đều bị thói quen trước kia của thân thể này kéo theo vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được thật xấu hổ quán tính của thân thể a à, nói ngắn gọn chính là thân thể này có bản năng bài xích đàn ông chán kết đàn ông nhưng lại quên mất việc chính anh ta là một người đàn ông lưu sở vũ trưng ra bộ dạng bi thương với chết tâm rơi vào trên thân thể của ký chủ như vậy tôi cũng rất tuyệt vọng nói xong lưu sở vũ còn nhìn kỹ châu trạch một chút cười cười nói lão huynh thân thể này của anh thật không tệ chút nào còn rất đẹp trai tôi thực sự ao ước có thể được như anh ha ha châu trạch vốn muốn nói rằng sống trong thân thể kẻ thù đã giết chính bản thân mình vốn không phải chuyện gì đáng ước ao nhưng lại nhìn nhìn vị trước mặt này anh đột nhiên cảm thấy từ nhạc vẫn có nhiều điểm đáng yêu lắm trong tiệm sách lưu sở vũ tìm một vị trí ngồi xuống bên cạnh anh ta còn có một ly nước trà và một đĩa trái cây anh ta cũng không lấy sách gì xuống giả vờ giả vịt lật xem chỉ tự nhiên lấy gương ra bổ trang lại cho bản thân mình làn da nhẵn nhụi kia kiểu cách kia thần thái kia chật chật sau khi hứa thanh lãng nhìn thấy anh ta phát hiện ngay cả mình cũng có chút không thể nào chấp nhận nổi, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp lên tầng chuẩn bị nghỉ ngơi. Châu Trạch mơ hồ nghe thấy bên phía hứa thanh lãng mới vừa lên tầng truyền đến một tiếng rất kinh thường. Tao hàng. Lão đạo vẫn ngồi bên phía quầy ba như lão thần, cầm một quyển ký sự trải qua nguy hiểm, trong tay đọc tới vô cùng chuyên tâm. Lâu lâu còn bất chợt mà móc đũng quần một cái. Trước đây lão đạo rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại lôi quyển, cuộc đời của huấn luyện viên Bạch Khiết ra xem. Sau khi xem xong mấy triệu chữ, lão lại còn đọc đi đọc lại quyển đó thêm vài lần. Đến cuối cùng, thậm chí lão đạo còn có chút oán giận ông chủ nhà mình mượn xác hoàng hồn quá sớm, hẳn phải để tên từ nhạc chết tiệt kia viết nhiều thêm một chút mới đúng. Dù sao đây cũng là sự nghiệp to lớn tạo phúc mấy đời, thậm chí còn trở thành vết tích thanh xuân sâu trong nội tâm của rất nhiều người. Bạch Oanh Oanh ngồi ở phía sau Châu Trạch, thỉnh thoảng lại thêm trà nóng cho Châu Trạch, sau đó cũng tự cầm một quyển tự tu dưỡng trở thành nữ bột, tinh tế nghiên cứu. Nhưng quyển sách này được viết bằng tiếng Nhật Bản. Châu Trạch cảm thấy hơi kinh ngạc vì Bạch Oanh Oanh có thể tự học thành tài, biết cả tiếng Nhật. Nhưng ngẫm lại anh cũng cảm thấy bình thường, một người sống 200 năm nhưng thể xác và tinh thần đều không thoái hóa, trí tuệ của cô ấy hẳn không thể dùng ánh mắt của người thường để đối đãi. Cứ như vậy, dần dần màn đêm bắt đầu buông xuống lão đạo đang đợi vong hồn anh ta đang đợi vong hồn của ca sĩ kia đang mong đợi vong hồn của ca sĩ kia có thể tới đây thỏa mãn nhu cầu theo đuổi minh tinh đặc thù của lão đạo một chút tên tân tấn quỷ sai tới từ thường châu lưu sở vũ cũng đang chờ vong hồn châu trạch duỗi lưng một cái ngẩng đầu nhìn liếc hai vị kia một cái nghĩ đến không biết có khi nào vong hồn mà hai người đang chờ lại là cùng một người dường như thật sự có thể có loại khả năng này. Nhưng vị đồng liêu cách vách này cũng thuộc bộ tộc truy đuổi minh tinh sao? Chính là vì theo đuổi minh tinh nên mới làm quỷ sai. Ha ha! Hẳn là không cực đoan như vậy mới đúng. Két! Cửa phòng sách bị đẩy ra. Người tới là một người đàn ông cao gầy đội nón lá, người đàn ông cầm một chiếc gậy trúc trong tay, rõ ràng còn đeo kính mắt. Đêm hôm khuya khoắt mà đeo kính mắt. Lại còn đội mũ rộng vành thật khiến người ta muốn đánh đầu anh ta. Người đàn ông cao gầy mang khí thế, ta đang trang bức, ta là cao nhân, không biết từ đâu tới tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Anh ta cũng không gọi trà nước gì, càng không tới giá sách lấy sách, cứ như vậy tiếp tục đeo kính mát ngồi nghiêm chỉnh. Ngược lại lão đạo vẫn rất hợp cách, tiện tay rót một ly nước khoáng bưng tới cho anh ta, đồng thời còn dặn dò người đàn ông đang trang bức kia. Tiêu phí thấp nhấn là 100 đồng. Đặt nước xuống, lão đạo lại trở lại quầy ba, tiếp tục cầm sách lên đọc. Hầu tử buồn chán ghé người dựa vào bên cạnh lão đạo, túng túng đũng quần của lão đạo hệt như đang bắt trận. Thân thể hầu tử rất nhỏ, lão đạo lại ngồi phía sau quầy ba cho nên ông chủ châu không phát hiện, nếu như châu trạch nhìn thấy, đoán chừng sẽ trực tiếp tác một tác vào mặt lão đạo. Trong trí nhớ của châu trạch có một hình ảnh anh mãi quên không được, chính là hình ảnh hầu tử đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu mốc gậy sắt của nó ra, điên cùng thẩm du hiện tại tiểu hầu tử vẫn duy trì dáng vẻ hồn nhiên như lúc ban đầu, còn rất tốt, ông chủ châu sẽ không trơ mắt nhìn lão đạo tiếp tục đưa hầu tử vào con đường tà đạo. Sau khi có thêm một người, bầu không khí trong phòng sách lại càng an tĩnh. Không ai mở miệng, không ai nói chuyện phím. Mọi người đều tự xem thứ của mình. Châu Trạch dứt khoát hiếp mắt, thân thể lui về phía sau nằm xuống, bạch quanh quanh đứng dậy bóp vai cho Châu Trạch. Châu Trạch cứ như ngủ mà không phải ngủ chờ đến khoảng chừng 12 giờ, bên ngoài có gió nổi lên, ngay sau đó, hình như nhiệt độ đã thấp xuống một chút. Châu Trạch hơi nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bạch Oanh Oanh thầm nói, "Ông chủ, đây là có quỷ tới sao?" "Thật là phô trương mà." "Đúng vậy." Gió nổi lên. Mưa nhỏ rơi. Chỉ còn thiếu một bài nhạc nền, hiển nhiên đây chính là hình thức khi vai chính sắp lên sân khấu. Trong phòng đọc sách này của ông chủ châu đã đưa tiễn vô số quỷ, người khác đều là lén lút đi vào, không gây ra tiếng động vết tích. Hôm nay thật sự là lần đầu tiên châu trạch đụng phải tình huống cao giọng như thế này. Trong gió có sen lẫn quỷ khí. Là quỷ không sai. Kế tiếp, không ngờ còn có nhạc nền, có một người đàn ông đang hát ở bên ngoài, anh ta hát một bản tình ca rất được lưu hành những năm 80, giọng hát quyển chuyển mang theo một loại tang thương đặc thù. Lão đạo lập tức đứng lên, vẻ mặt kích động đờ mờ thật sự đến rồi lưu sở vũ lại chưa hề động đậy tiếp tục nhìn bản thân mình qua gương anh ta đã giữ vững tư thế và động tác này đại khái hơn mấy giờ rồi thực sự là càng nhìn mình lại càng muốn nhìn thêm càng cảm thấy mình đẹp cả người đã lâm vào trạng thái say mê thật sâu tên đàn ông trang bức mang nón lá cũng không động từ sau khi đi vào anh ta vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở đó phong phạm này thực sự có thể liều một trận với Deadpool vẫn ngồi yên không nhúc nhích ở chỗ kia, dường như hai người đang phân cao thấp. Khách đến thăm kiểu cách bày đủ. Người vào đầu tiên là một người đàn ông mặc tây trang màu rượu vang, người đàn ông đang hát một ca khúc thâm tình, sắc mặt trắng bệch. Lão đạo thiếu chút nữa đã trực tiếp chạy tới xin người ta ký tên, kết quả sau lưng người đàn ông lại có một người phụ nữ, một người phụ nữ mặc váy đỏ, ngay cả chân của người phụ nữ này cũng mang giày cao gót màu đỏ. Người thường không nhìn thấy. Nhưng Châu Trạch có thể nhìn thấy. Màu đỏ trên người người phụ nữ này đã hóa thành một thứ như nước không ngừng nhỏ dọc xuống, nơi cô ta đi qua đều có từng ngấn từng ngấn cầu vòng lưu lại. Cuối cùng Lưu Sở Vũ cũng đứng lên đi tới trước mặt người phụ nữ, ánh mắt lấp lánh nhìn người phụ nữ này. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, sau đó mỉm cười, giang hai tay ra, nói. Quỷ sai đại nhân, tôi theo ước định mời ngài trói xuống địa ngục. Lưu sở vũ miếng môi có vẻ hơi phẫn nộ. Châu Trạch có thể hiểu được vì sao vị tân tấn đồng lưu này lại phẫn nộ. Có thể trước đó Lưu sở vũ và nữ quỷ này từng có giao ước gì đó, giống hệt như trước đây mình từng ước định với người phụ nữ phải ở bên cạnh con trai đang ôn thi đại học vậy. Nhưng bây giờ kết quả lại là người phụ nữ biến thành lệ quỷ, lệ quỷ không đủ tư cách xuống địa ngục hạ luân hồi. Giống hệt như hoa quả vốn đang tươi ngon có thể bán được một cái giá tốt đột nhiên thúi hoắc, đừng nói bán, ngay cả bản thân mình ăn cũng sợ tiêu chảy. Buông anh ta ra cho tôi, cô không thể xuống ngục, tự tiêu tán đi, anh ta còn có thể, cô bỏ ràng buộc đối với anh ta đi, tôi sẽ đưa anh ta xuống địa ngục. Này! Bạch Oanh Oanh rất bất mãn mở miệng muốn nói điều gì. Lại bị Châu Trạch duỗi tay nắm lấy cổ tay, ra hiệu cho cô ấy không cần nói. Châu Trạch biết Bạch Oanh Oanh muốn oán trách điều gì, anh ta là tới tìm nữ quỷ, kết quả phát hiện nữ quỷ biến thành lệ quỷ không cách nào biến thành tích điểm, sau đó lại muốn tống quỷ nam xuống dưới. Nơi này là thông thành, là địa bàn của ông chủ nhà tôi. Anh ta chạy tới đây đoạt mối làm ăn là có ý gì? Tôi muốn đi cùng với anh ấy. Tay nữ quỷ và quỷ nam nắm lại thật chặt, vẻ mặt quỷ nam mê mang, nữ quỷ cho rằng đó là ánh mắt thâm tình này con mẹ nó mới gọi là fans tới chết vẫn theo đuổi minh tinh cùng nhiệt đến mức cho dù tôi chết biến thành quỷ cũng phải dẫn anh cùng nhau xuống địa ngục ban ngày lão đạo có nói nam ngôi sao ca nhạc này chết rất dị thường trước khi chết còn lộ ra toàn bộ lịch sử đen tối của mình khi còn sống lên mạng sau đó nhảy lầu xem ra hẳn là bị quỷ vật ảnh hưởng tâm thần châu trạch hơi ngưng lại có quỷ vật giết người ở thông thành của chính mình. Đây cũng không phải chuyện nhỏ gì. Chính cô lãng phí bản thân mình, hiện tại lại lôi anh ta xuống nước theo, đừng không biết liêm sĩ. Lưu sở vũ nhìn chầm chầm nữ quỷ, nói từng chữ từng chữ. Nữ quỷ có chút e thẹn, cũng có chút ai oán, nhưng vẫn quỳ xuống khóc cầu khẩn lưu sở vũ. Thượng sai đại nhân, vang cầu ngài, trên đường hoàng tuyền có anh ta đi cùng tôi tôi mới không cảm thấy cô đơn. Đường hoàng tuyền cô cho rằng cô còn có cơ hội xuống hoàng tuyền sao hiện tại mau buông anh ta ra cho tôi tôi tống anh ta xuống dưới anh ta đã bị cô làm hại đủ thảm rồi nhưng tôi vì anh ấy mà phá thai ba lần vì anh ấy mà bỏ ra tất cả tôi yêu anh ấy thương anh ấy hơn cả người nhà của tôi tôi có lỗi với người nhà của tôi hiện tại tôi chỉ muốn anh ấy ở chung với tôi cho dù có là cùng nhau xuống địa ngục Nữ quỷ giống như có chút điên cuồng. Đương nhiên, cô ta không điên, không có chấp niệm sâu nặng đã không hóa thành lệ quỷ. Cô cút ngay cho tôi. Lưu sở vũ lấy chiếc gương bản thân mình vẫn luôn soi vừa rồi tới, một chùm tử quan bắn ra, trực tiếp đánh lên trên người nữ quỷ, nữ quỷ nặng nề mà té xuống đất, ngay cả linh hồn cũng trở nên đơn bạc hơn rất nhiều. Ngay sau đó, lưu sở vũ bắt vong hồn của nam ngôi sao ca nhạc kia lại. Không nên, không nên van cầu ngài thượng sai không nên không nên nữ quỷ đau khổ cầu xin hai tay cô ta bắt lấy chân của lưu sở vũ mà lưu sở vũ lại có thể vì vậy mà không thể động đậy từ đầu đến giờ châu trạch vẫn một mực an tâm làm quần chúng ăn dưa cuối cùng trên mặt anh cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh trước đó châu trạch còn thấy nghi ngờ trong lòng không hiểu vì sao vị đồng lưu tân tấn sát vách này lại phải cố ý chạy đến thông thành đuổi theo một nữ quỷ cho dù nữ quỷ này đã biến thành lệ quỷ thì cô ta cũng không quan trọng tới mức như vậy mới đúng. Nếu cô ta đã chạy đến thông thành thì cứ để quỷ sai thông thành thu thập cũng giống nhau. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ sau khi nữ quỷ bị đã thương hồn thể. Rõ ràng còn có thể kìm hãm hành động của một quỷ sai. Đây cũng không phải là một nữ quỷ thông thường. Nói chính xác hơn. Không phải sau khi nữ quỷ này chết mới có biến hóa dị thường gì mà khi người phụ nữ này còn sống. Đã không bình thường. Đây là một con cá lớn. Trong hiện thực, cô ta là người thông huyền có chút giống với hòa thượng chốc đầu. Thật ra, hứa thanh lãng cũng có thể coi là người thông huyền, chỉ có điều cậu ta là lợi hại nửa vời, hẳn tổ tiên của lão đạo cũng là loại người này, nếu không làm sao có thể lưu lại lá bùa hữu dụng như thế chứ. Hơn nữa còn bán sĩ như bán rau quả củ cải trắng, lão đạo sử dụng hết tấm này lại có tấm khác. Châu Trạch châm một điếu thuốc, anh vẫn không nhúc nhích, nếu nữ quỷ chưa biến thành lệ quỷ, hiện tại nói không chừng ông chủ Châu đã mạnh mẽ đen ăn đen. Chẳng qua, Châu Trạch không nhúc nhích, thế nhưng người đàn ông cao gầy từ đầu tới giờ vẫn mang bộ dáng ước gì có thể nói cho người trong khắp thiên hạ biết ta đang trang bức, chậm rãi đứng lên. Anh ta tháo chiếc túi xuống, lộ ra đầu hói. Đôi mắt tam giác kia khiến người ta cảm thấy rất ranh mảnh. Anh ta nhìn nữ quỷ gắt gao ôm lấy chân Lưu Sở Vũ cầu tha thứ. Nhìn Lưu Sở Vũ đang không ngừng dùng gương quật nữ quỷ. Người đàn ông cao gầy hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Thật quá mức, đám quỷ sai trời đánh các người." Châu Trạch. Ông chủ Châu đang ngồi bên cạnh, căn bản là cái gì cũng chưa nói động cũng chưa động, vẻ mặt giống hệt như người da đen dấu chấm hỏi. "Đây quả thật là." Người ngồi trong nhà nồi từ trên trời rơi xuống ông chủ châu rất muốn đứng lên mắng chửi người cái gì gọi là đám quỷ sai các người nơi này là nhà của lão tử lão tử ngồi trong nhà mình không hề làm gì cả cái gì cũng chưa nói không ngờ lại tính cả mình vào đương nhiên ông chủ châu cũng không xung động đến mức nhảy ra vạch mặt ngay lúc này rõ ràng mục tiêu chính của người ta là tên tân tấn quỷ sai thường châu lưu sở vũ rõ ràng người đàn ông giỏi trang bức kia có quan hệ không tầm thường với người phụ nữ này đối với loại huyền tu thật sự có tồn tại trong thế giới thực châu trạch cũng không quá quen thuộc hiểu biết cũng không quá rõ hòa thượng chốc đầu điên điên khùng khùng mang theo bệnh chu ni nặng lão đạo cùng hứa nương nương lại không phải người có xuất thân chính thống có một lưu sở vũ ở phía trước dò đường cho mình châu trạch cầu còn không được trầm cuối cùng nữ quỷ cũng bị lưu sở vũ đá văng ra cùng lúc đó cái gương của anh ta bỗng nhiên xoay chuyển, khẽ đập xuống, trực tiếp đập thẳng vào mặt của nữ quỷ. Anh ta dự định trực tiếp đánh tan nữ quỷ, mạnh mẽ khiến cô ta giải thoát. Len keng. Người cao gầy duỗi cây gậy rút tới chọc trúng cái gương, cái gương bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi trên quầy ba. Xoạch Sau khi cái gương rơi trên quầy ba vòng một vòng, cuối cùng rơi xuống đất, trúng ngay vị trí trước mặt lão đạo và hầu tử. Lúc trước khi lưu sở vũ động thủ, một tay lão đạo cầm lấy đũng quần của mình, một tay còn lại cầm lấy rìa quầy ba, cả người ngồi chồm hổn phía sau hệt như chiến sĩ đang tránh né trong chiến hào, chỉ có điều người chiến sĩ này có vẻ hơi run rẩy. Nhưng bỗng nhiên, tiền của phi nghĩa từ trên trời giáng xuống. Lão đạo nhìn cái gương trên đất trước mặt, mặt kính màu xanh, đương nhiên lão sẽ không ngu dốt đến mức tranh thủ thời gian nhặt gương lên trả lại cho quỷ sai đại nhân thường châu, mà theo bản năng muốn đưa tay ra bắt lấy vật kia ôm vào lòng. Dù sao thì số lượng quỷ sai ông chủ nhậm từng giết cũng không ít, cũng có không ít lần dẫn theo thuộc hạ chỉ biết ở bên cạnh hô 666 như lão đạo theo bên cạnh, đối với mấy quỷ sai, lão cũng không có bao nhiêu kính sợ. Chỉ có điều ngay khi tay lão đạo vừa chạm vào chiếc gương, lòng bàn tay lập tức trở nên đỏ bừng, lão đạo kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng thu hồi bàn tay mình. Phù phù phù. Lão không ngừng thổi khí vào vị trí vừa bị phỏng trên tay mình, đáy lòng lão đạo có vô số câu chửi thề lao nhanh qua. Thật ra, vẫn là lão đạo nghĩ quá đơn giản, một pháp khí do quỷ sai sử dụng, hơn nữa còn là pháp khí mới vừa được kích phát, nào phải một phàm nhân bình thường có thể chấm mút. Hầu tử đang ở bên cạnh vọt lên phía trước hai bước, duỗi móng vuốt của mình ra chọc thẳng xuống. Này, đừng! Lão đạo theo bản năng hô lên. Xèo xèo clip. Nhưng hầu tử lại cầm có thể cầm gương lên trực tiếp chơi đùa nhìn móng vuốt của hầu tử hoàn hảo không hao tổn. Lại nhìn bàn tay như heo nướng của mình. Bỗng nhiên lão đạo cảm thấy bản thân mình còn không bằng súc sinh. Hầu tử vuốt vuốt mấy cái xong lại làm bộ chuẩn bị ném cho lão đạo, lão đạo sợ đến mức liều mạng xua tay, ra hiệu cho nó không nên xúc động. Hầu tử, ngươi có hiếu tâm ta hiểu, cái này bần đạo sẽ không cầm. Hầu tử nghi ngờ gãi gãi đầu, sau đó nó lại nhắm cái gương ngay bản thân mình. Trong gương xuất hiện không phải là một mặt khi ngu ngốc đáng yêu mà là một con vượng khỉ thành niên tướng mạo hung ác vẻ mặt tàn nhẫn trên trán còn mang theo khát vọng âm trầm rất nặng xèo xèo clip hầu tử sợ đến mức đập cái gương xuống đất bản thân co quắp ngồi trên mặt đất đây là gì hù chết khỉ đầu kia sau khi người đàn ông cao gầy trang bức dùng gậy trúc đánh bay pháp khí của quỷ sai cũng không đẹp trai quá lâu trên thực tế màn đối chọi gây gắt thậm chí là kẻ đến sau giết người đến trước mà châu trạch dự đoán không hề phát sinh từ việc buổi tối mà đối phương đeo kính mát cho tới chuyện trào phúng cả một tên quần chúng ăn dưa như châu trạch có thể thấy được chỉ số thông minh của đối phương thật sự có hơi thấp sự thực cũng là như thế cục diện bây giờ là lưu sở vũ bị đánh bay mất pháp khí cũng không bôi nhọ thân phận quỷ sai Mất pháp khí cũng không khiến anh ta biết thành con gà yếu ớt không có lực phản kháng như lão đạo. Ngược lại, rất nhanh anh ta đã sử dụng những thủ đoạn khác của mình, hung tợn đè đầu tên gầy đeo kính mát kia xuống tận cho một trận. Người cao gầy bị đánh tới mặt mũi bầm dập, ngay từ đầu còn mở miệng nói mấy lời đe dọa, sau đó chỉ có thể ôm đầu co rút ở nơi ấy, bị động chịu đòn, còn cất lên mấy tiếng trên yếu ớt. Quần chúng ăn dưa đột nhiên cảm thấy tiếp mục này thật sự là không có ý tứ, thậm chí ông chủ Châu còn thử bàn bạc với Bạch Oanh Oanh xem bọn họ sẽ làm hỏng bao nhiêu cái ghế, làm bẩn bao nhiêu chỗ, xong việc thì phải bồi thường bao nhiêu tiền, mà tốt nhất là thanh toán bằng tiền âm phủ. Mà nữ quỷ kia lại thừa dịp Lưu Sở Vũ đánh người cao gầy, kéo lấy tay của nam ca sĩ đi về phía Châu Trạch, sau đó còn quỳ xuống trước mặt Châu Trạch. Khẩn cầu thượng sai thành toàn cho chúng tôi, đưa hai người chúng tôi cùng nhau xuống hoàng tuyền. Châu Trạch nhún nhún vai, không phản ứng gì lệ quỷ là không thể đưa xuống được chỉ có thể tiêu hủy ngay tại chỗ nếu không sợ phiền toái thì có thể khuyên bảo cô ta tự tiêu tán về phần vong hồn của nam ca sĩ này ông chủ châu mới vừa đưa vong hồn của đám học sinh hôm qua nên hiện tại cũng không mấy khát khao cũng không quan tâm chuyện mình có thể ăn được miếng thịt lớn như thịt mũi này không cũng có thể chờ sau khi lưu sở vũ xử lý xong việc bên kia lại đưa ra quyết định nữ quỷ dập đầu trước mặt châu trạch đang thẫn cầu Châu Trạch có chút bất đắc dĩ, nói thật, địa ngục không phải thứ do anh mở ra. Lệ quỷ không thể bị quỷ sai đưa vào địa ngục thông qua cửa địa ngục, đây là quy củ. Ông chủ Châu cũng không phải người mê muội muốn coi mấy bộ phim ngược tâm ngược thân rơi nước mắt này, cho dù cô có khóc thảm thiết hơn, có khóc hung ác hơn thì anh vẫn lực bất tòng tâm như trước. Ông chủ, có vấn đề. Bạch Oanh Oanh đang đứng bên cạnh bỗng nhiên nghiêng người sang, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vị trí bầu trời xa xa có một đám mây đen đang từ từ buông thõng xuống nơi này mà cái người cao gầy gần như đã bị lưu sở vũ đánh thành đầu heo lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu vừa học máu vừa lẩm bẩm gì đó thân thể lưu sở vũ trời sinh có ác cảm và bài xích đàn ông bỗng nhiên cứng đờ lúc trước khi đối phương đang bị anh ta đánh trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ sau đó lại bắt đầu nức nở dường như đang ngâm nga làn điệu của một vùng dân tộc nào đó lưu sở vũ còn tưởng rằng đối phương đã bị bản thân mình đánh tới điên rồi nhưng hiện tại đầu óc của anh ta đã từ trong kích động khi làm thịt tên đàn ông chết dí này trở nên thanh tĩnh hơn một chút lúc này mới ý thức được hình như thứ đối phương vừa ngâm nga thật ra là một loại chú ngữ đến từ đông bắc anh ta mời đại tiên nhi gia thân vì sao không trực tiếp giết chết ngay từ đầu chứ bạch oanh oanh thầm nói quỷ sai không dưng giết chết người sống phải trả một cái giá lớn quá lớn Châu Trạch giải thích một câu. Phù phù phù. Phù phù phù. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.